Hello, xin chào các mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại channel của mình. Thì mình là Linh đây. Thì ngày hôm nay thì mình lại có một clip khác, không phải là những clip mình bắn hàng ngày nữa, mà năm nay thì mình sẽ có một clip coi như là thử khám phá thử xem nick của anh Tuấn HC, hai nick của anh Tuấn HC nha. Nghĩa là một nick ở bản VNG, một nick ở bản Hàn Quốc, và tiện thì mình cũng review luôn cái nick của chị Toxic. Cặp đôi này thì bây giờ thì khá là quen thuộc với anh em rồi. Nhiều anh em cũng quen thuộc lắm rồi, nhưng mà mọi người vẫn hơi tò mò về ID cũng như là tên của anh Tuấn hay là những cái thông tin của anh Tuấn và chị Xích. Thì hôm nay thì mình sẽ review luôn cho anh em xem nha. Bây giờ thì đây là cái kênh của anh Tuấn thì anh em đã biết hết rồi. Một YouTuber nổi tiếng, tay cực to và trình độ xạo lìn thì chắc chắn là không ai bằng rồi. Chắc chắn là không ai bằng rồi. Cái đấy, điều đấy thì anh em đã biết quá là rõ rồi. Trình độ chém gió có phải gọi là vượt bậc anh em ạ. Ở đây thì mình đã kết bạn với anh Tuấn rồi. Mình ở trong team anh Tuấn nên là điều kết bạn với anh Tuấn là điều đương nhiên rồi. Nên là mình sẽ không phải tìm ID anh Tuấn nữa, mà mình chỉ việc vào bạn bè và tìm thôi. Đơn giản và nhanh gọn mẹ. Thì mình sẽ review ở bản VNG trước nha. Đây, đây là cái ID cũng như là cái tên ký tự của anh Tuấn. Thì nếu mà anh em nào mà nhiều anh em đã hỏi cái ký tự tên của anh Tuấn thì tí nữa thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Anh em có thể là copy ở dưới phần mô tả và đổi theo cái tên SVL này để có thể là vào clan của anh Tuấn chẳng hạn. Đây, StormVL đây. Đó, clan này là clan của anh Tuấn nha anh em. Đó, anh ấy đã ẩn cái nhân vật này đi. Nhưng mà tí nữa thì mình sẽ vào lấy chị Xích thì chắc chắn là sẽ đứng ở bên này thôi. Đơn giản, đẹp trai có gì sai mà. Thì đây là cái thông tin của anh Tuấn với những cái phải nói là bản VNG của anh ấy thì quá là nhiều đồ đạc rất là nhiều. Và đây là cái thông tin bậc rank của anh ấy. Anh em nào thắc mắc thì mình cũng giải thích luôn là tại vì là anh Tuấn là một con người khá là bận rộn, mà bây giờ công việc rất là nhiều nên là cái việc bức rank tại sao nó thấp như thế này thì dễ hiểu thôi. Anh Tuấn không bao giờ chơi ngoài giờ làm việc đâu. Chỉ giờ livestream thì anh ấy mới vào league và chơi thôi. Nên là bậc rank thì nó cũng không quan trọng đối với anh ấy. Và bậc rank của anh ấy thì bây giờ mới là crown 2 mà thôi. Và đây là cái KDA cũng như là số trận các thứ. Trận thì mới chơi được có hơn 200 trận mà thôi. Và cái số lượng kill thì quá là khủng khiếp, quá là nhiều, 200 trận và tới 1.600 kill cơ. Và KDA là 7.38. Thì đây mình cũng nói luôn là tại sao nó lại KDA nó lại có 7 chấm mà thôi. Thì anh em chắc chắn là biết rồi, một thanh niên tay to nhưng mà có cái máu gọi là máu chó đấy anh em. Gọi là máu liều đấy, nên là làm việc KDA có 7 chấm. Với cả một điều nữa là YouTuber mà anh em, nên là những cái clip hàng ngày làm mà nó sẽ phải thoát ra thoát vào nhiều, nên là việc KDA có 7 chấm thì với mình thì nó là 7 chấm là quá là cao rồi. Nhưng mà với anh Tuấn thì cái số KDA thì nó hơi thấp đấy. Mình nghĩ là cái số này KDA có 7 chấm này thì không thể nào có thể là vừa mấy cái trình độ tay to của anh Tuấn được. Nên là KDA chỉ có 7 chấm mà thôi. 200 trận và 1.600 dam. Đó. Và ẩn, anh ấy đã ẩn luôn cái gì nhở, cái thông số trận này. Bởi vì sao mà ẩn thì anh em chắc chắn là biết là do là làm clip nhiều. Mà ví dụ như bây giờ anh ấy quyết định là vào làm một cái clip chẳng hạn mà nhặt nỏ đi, anh ấy vào anh không nhặt được nỏ thì anh ấy thoát thôi, tội gì. Bây giờ công việc thì nhiều mà làm sao mà bắn luôn cái trận đấy được, nên là việc giảm KDA các thứ là mình quá bình thường rồi, đúng không? Đây là TPP nha, mình chuyển qua FPP đi. FPP thì anh cũng làm ít thôi, mới chơi được có 25 trận thôi anh em ạ, cũng không có gì cả. Chủ yếu là anh ấy chơi TPP thôi. Team mình cũng như anh Tuấn thì cũng chỉ chơi TPP là nhiều thôi, chứ hầu như là FPP là không bao giờ, hoặc là chỉ gì vào gì view một số cây súng mà thôi. Đó, đây là cái arc bên bản VNG nha anh em. Bây giờ thì mình tiếp tục chuyển qua cái bản Hàn Xẻng. Mà cái bản Hàn Xẻng này thì trước thì anh Tuấn có chơi, nhưng mà bây giờ thì đã gần như là không chơi rồi. Gần như là không chơi bởi vì thỉnh thoảng anh ấy vào để làm clip mà thôi. Đây là cái coi như là
ý đi bên bản à đâu đây là bản Hàn Quốc ở đúng rồi, bản Hàn Quốc cũng Hàn Quốc của anh ấy đó, cũng ẩn kia đi luôn. Và bên bản này thì mới Palatium 3 thôi đấy, chứng tỏ là chơi rất là ít luôn. TBB thì mới có chơi có 9 trận này anh em ạ, nói chung là chơi không, gần như là không chơi gì đấy, không chơi anh em ạ. Đó đấy, anh em bảo mình là review thì mình cũng review qua vậy cho anh em biết thôi. Nhân vật tiếp theo thì anh em đến với chị Toxic đi. Toxic đâu, à đây 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 đây, chị Toxic thì cũng ít chơi mà thôi. Ô chị Toxic cũng ẩn luôn rồi anh em ạ, mình tưởng là đẻ chứ nhưng mà cũng ẩn anh em ạ. Đó thì mới cờ rao 5 thì phải. Xem nào, ở đây thì có gì. Cờ rao 5, 3.700 điểm. Và chơi cũng khá là ít, 200 trận, 800 Q và KDA là 4.7. Với KDA 4.7 mà một của một nữ game thủ ấy thì anh em đủ hiểu là nó trình độ nó đỉnh cao như thế nào rồi. Một nữ game thủ mà KDA tận gọi là gần 5 chấm đi thì phải nói là bắn cực gắt rồi anh em. Anh em xem nhiều thì cũng biết rồi, nó phải gọi là thuộc hàng siêu phẩm anh em ạ. KDA tận 4.7 cơ mà, nữ mà anh em chơi với cái tốc độ với cái KDA như thế này thì tay cực to rồi. FBB thì cũng không chơi luôn, gọi là không chơi đi cho nó nhanh. Đấy, đấy là coi như là review qua về số một số cái thông số mà anh em đã yêu cầu mình làm. Đấy. Chỉ có vậy thôi anh em ơi, không có gì nhiều cả. Không, nói chung là anh em bảo mình làm cũng như là cho anh em sâu một số cái ký tự thì mình cũng làm luôn, thì tiện mình review luôn cho nó một thể, cho nó được việc, hợp lý luôn, hợp quá hợp lý luôn. Đấy. Thì là clip của mình thì cũng đến đây thôi. Anh em nào mà thấy hay hoặc là thấy thích những cái kiểu review như thế này thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và đừng quên comment ý kiến ở phía bên dưới. Thì mình sẽ làm thêm một số cái khác. Đó. Và cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Bye bye, mình hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.